đây. Nhà của mẹ tính là hôm qua là chăm chưa về là mẹ đã cho người lên làm lẻ tấm tôn với lại lợp lẻ cái ngói với lại la phong chưa làm sai. Hôm nay là trời ơi tội nghiệp bé bò quá đi tan quang rồi. Bò ơi. Cái này là chắc ít bữa nữa về đổ đất cho con lên. Trời mân ủng rồi còn sợ nữa trời. Sợ dơ ủng mẹ ơi. Cái này. Ồ. Mà còn sợ dơ ủng bà nào không có dứt cái chân này em đi không được mẹ nó mua cái đồ ủng có gút nó mới ghê chứ. Ôi trời ơi sợ thật. Ê này để anh he đang đi phụ dượng lợp ngó lẹ rồi chiều anh he về anh he ấy cái này cho mẹ chiều anh he về làm lẹ cho mẹ. Mấy cái chỗ này chứ sợ à toàn hoang hết. Mấy cái này là nó chét lá mà chứ mà còn bị sập đây nè rồi luôn gãy luôn cây mắng cầu luôn rồi. Ừ nguyên cây mắng cầu gãy luôn rồi chết cha luôn cây hàng rào rồi này hàng rào của nhà Trâm cũng sập luôn rồi toàn nót luôn hả nằm về hết luôn rồi thao sang rồi. Em đi qua bên cái nhà bên kia đi, mấy anh chị đi xuống đây chị đi qua bên kia luôn. Ra cái giếng á. Đi ra mẹ ơi, chắc. Đó. Bão này nó lớn quá mà vô là còn quét hết. Nhà Trâm là còn đỡ đó mọi người, cũng bay ngó tóc mé đồ. Rồi ngã nguyên cái hàng rào nè, bẻ hết rồi cái này làm lẹ luôn chứ. Dạ con mới về tao. Về 8 giờ á. Bài ngó bài nghiết khác rồi. Okay. Nhà tím bài không? Bài trắc máu luôn nè. Bên kia đồ là con trai cái chuồng bò sập luôn rồi. Ấn luôn ha. Còn gì nữa đâu mà vui với buồn. Chắc cha rồi giờ không vô được rồi bà con ơi, mình phải đi dặn lẹ rồi. Vậy mày sang tàn hoang. Ừ cái hàng rào nó hỏi coi đây nè chỗ này là mai mốt chắc em phải đập hết gầm lẹ luôn xây cho nó kiên cố luôn. Còn có cây mẫn cầu chết luôn rồi ngã bờ cây mẫn cầu rồi. À, qua cái cây mẫn cầu đang lớn ngon lành nè. Bữa nay nó nước nó rút rồi mọi người. Bên bữa nè hả. Nó chưa có rút nè. Nó tan quang hết nè. Bò rồi hôm qua nay là ngập nước hết. Bò là nhúng nước luôn. Bò là nó ngập hết chuồng bò luôn. Trời ơi tội nghiệp mấy con bò ghê luôn á trời. Giờ nó bùng với lầy không rồi. Chạy. Tăng quang hết cho chuồng bò chuồng heo rồi tăng quang hết rồi. Giờ toàn là bùn với lầy không mà dọn hết cái đống này chắc cũng phê ạ. Dây ai gạch nhà của căn nhà nó bay xuống đây nè. Chạy. Giờ này là về đổ đất lên ấy nè. Tăng quang cái giếng rồi. Giếng có nước nè. Nước dơ. Sao nước này nước sạch mà em dơ vậy? Nước này nước sạch đó chứ, nước ngầu, nước nguồn mà dơ vậy? Tè ơi! Tè! Mấy này chắc là gỡ hết luôn đi chứ để rồi bỏ vô nó cũng sạch nữa à. Chắc chiến sao về chắc coi nha. Để đi ăn đi là trễ lắm. Làm lẽ ấy. Đâu rồi? Gì?
Ở nhà này nó tôi thấy rồi, nghe quá. Này là đợt trước nè, dở ra rồi đó. Không. Rồi đi vô, nhà mẹ tính còn ướt ráng lắm mà. Nhà mẹ tính là cho người lên làm lẹ rồi. Cho người lên lọc mé lẹ với lẹ hàng lẹ cái tôn này. Cái tre rồi. Tại vì cái đó là cần thiết nhất để chuẩn bị bỏ sách vô rồi. Nhà mẹ tính là bây giờ là hiện tại là rất là ổn rồi. Chỉ còn cái la phong chưa làm chưa đáng lại cho mẹ tao, nước nó chảy xuống. Bà con đang lợp lẹ ngó dưới kia kìa. Trên cái nhà, trên cái nát của chị nó bay ngó. Nhà mẹ tính là cho người làm lẹ rồi, cho người hàn lẹ mấy cái này hết rồi. Hôm bữa là nó bay tóc lóc hết. Đó, nhà của chú Huy là đang ấy kìa. Nghe chú, tăng quăng hết rồi. Đây, đang làm lẹ nè. Dạ, cũng lột hết. Leo lên mấy nhà hết. Triết rồi ra là quên cái ngã cho mà. Nó thiệt á, nó thẳng ra là ở chỗ của Trâm là tại vì ở trên núi. Cho nên là nó cũng đỡ hơn nhiều năm. Rất là nhiều. Với lại hầu đỡ một cái nha, là hầu nhà mẹ tính làm á, là Trâm đã nói rồi. Là làm cái mé đó đó là khoan hết. Khoan nó dính hết vừa xuống dưới luôn, cho nên nó cứng. Nó chỉ bị sập cái la phong của đằng trước đây, nó chảy nước ướt vô nhà thôi. Bây giờ ba mé. Nói chung là khu vực này Trâm thấy thì là đỡ hơn nhiều nơi lắm. Hôm nay là mình bắt đầu mình ra ngoài Bình Sơn Nghĩa Hành này nọ, ngoài đó là người ta sập hoàn toàn luôn, là tại vì người ta ở vùng biển á, cho nên là Bình Sơn là ven biển, còn Nghĩa Hành là người ta bị ngập lụt nữa, nên là tội lắm. Nên mình ra ngoài đó khắc phục hậu quả chưa chú? Rồi. Hai mọi người.